Kính chào anh chị em. Hôm nay là thứ ba 25 tháng 4, lễ Kinh Thánh Marco Thánh Sử. Chúng ta cùng lắng nghe bài tin mừng do chính Ngài viết lại cho chúng ta. Tin mừng theo Thánh Marco. Khi ấy Chúa Giêsu hiện ra với nhóm 11 và nói với các ông rằng: anh em hãy đi khắp tứ phương thiên hạ, loan báo tin mừng cho mọi loài thụ tạo. Ai tin và chịu phép rửa sẽ được cứu độ, còn ai không tin thì sẽ bị kết án. Đây là những dấu lạ sẽ đi theo những ai có lòng tin. Nhân danh Thầy, họ sẽ trừ được quỷ, sẽ nói được những tiếng mới lạ. Họ sẽ cầm được rắn, và dù có uống nhầm thuốc độc thì cũng chẳng sao. Và nếu họ đặt tay trên những người bệnh, thì những người này sẽ được mạnh khỏe. Nói xong, Chúa Giêsu được đưa lên trời và ngự bên hữu Thiên Chúa. Còn các tông đồ thì ra đi rao giảng khắp nơi, có Chúa cùng hoạt động với các ông và dùng những dấu lạ kèm theo mà xác nhận lời các ông rao giảng. Đó là lời Chúa. Kính thưa anh chị em, chúng ta vừa nghe Thánh Marco ghi lại đoạn tin mừng. Chúa Giêsu phục sinh đã hiện ra với các tông đồ và truyền cho các ngài, truyền cho hội thánh, tiếp tục sứ mệnh rao giảng tin mừng cứu thế của Chúa. Anh em hãy đi khắp tứ phương thiên hạ, loan báo tin mừng cho mọi loài thụ tạo. Ai tin và chịu phép rửa sẽ được cứu độ, còn ai không tin thì sẽ bị kết án. Đây là những dấu lạ sẽ đi theo những ai có lòng tin. Nhân danh Thầy họ sẽ trừ được quỷ, sẽ nói được những tiếng mới lạ, họ sẽ cầm được rắn, và dù có uống nhầm thuốc độc thì cũng chẳng sao. Và nếu họ đặt tay trên những người bệnh thì những người này sẽ được mạnh khỏe. Chúng ta thấy Chúa Giêsu truyền cho chúng ta, truyền cho hội thánh, cho các tông đồ hãy đi rao giảng tin mừng cho khắp tứ phương thiên hạ, dạy họ giữ những điều Thầy đã truyền cho các con, và Thầy ở cùng các con mọi ngày cho đến tận thế. Kính thưa anh chị em, với sự hướng dẫn, nâng đỡ của Chúa Thánh Thần, các tông đồ và hội thánh tiếp tục sứ mệnh cứu thế của Chúa Giêsu. Sứ mệnh rao giảng, chúng ta thấy hàng ngày Đức Thánh Cha, các giám mục, các linh mục, các phó tế rao giảng lời của Chúa. Các giáo lý viên và các tín hữu cũng rao giảng lời của Chúa bằng đời sống của mình, hay là bằng gương lành gương sáng. Đó là công việc rao giảng, nhiệm vụ rao giảng. Rồi nhiệm vụ chữa lành, hội thánh vẫn tiếp tục sứ mệnh chữa lành của Chúa Giêsu qua các hội dòng bệnh viện như dòng Mẹ Teresa Calcutta, dòng Gioan Thiên Chúa, dòng Nữ tử Bác Ái Vinh Sơn và nhiều dòng khác. Các dòng, các tu sĩ nam nữ đã đón tiếp các bệnh nhân, chăm sóc họ, an ủi họ, chữa lành cho họ. Do hội tiếp tục sứ mệnh cứu thế của Chúa Kitô. Rồi qua hội Caritas, do hội an ủi, cứu giúp các bệnh nhân, cứu giúp những người nghèo khổ, an ủi họ, tiếp tục sứ mệnh cứu thế, bác ái của Chúa Kitô. Rồi sứ mệnh trừ quỷ, chúng ta thấy giáo hội thực hành sứ mệnh trừ quỷ qua hoạt động của các nhà trừ quỷ bằng việc rao giảng tin mừng và cử hành các bí tích. Giáo hội xua đuổi ma quỷ, bóng tối sự dữ và mê tín dị đoan khỏi đời sống con người. Và Chúa Giêsu Ngài nói nước trời giống như hạt cải, lúc đầu thì nhỏ bé lắm, nhưng mà sau đó sẽ phát triển thành cây lớn, đến nỗi chim trời đến nương náu nơi cành nó. Chim trời đến nương náu nơi cành nó là gì? Đó là các dân tộc tìm đến với hội thánh để được hưởng ơn cứu độ nơi hội thánh, nương náu nơi hội thánh để được hưởng ơn cứu độ lời của Chúa ban cho từ hội thánh. Chúng ta nhìn vào giáo hội Việt Nam của chúng ta thấy rõ cái điều đó. Khoảng thế kỷ 16, một số các nhà thừa sai, người Pháp, người Bồ Đào Nha, người Tây Ban Nha đến Việt Nam, người Hòa Lan nữa, đến Việt Nam để truyền giáo. Rồi chỉ có một số ít giáo dân đầu tiên.
sau đó thì bị bắt hại dữ dội. Vậy mà chúng ta thấy qua nhiều thăng trầm, qua nhiều cuộc bắt hại khốn khó, sau hơn 400 năm thì hiện nay giáo hội Việt Nam đã phát triển mạnh mẽ, đã có 27 giáo phận, kính thưa anh chị em, từ Nam chí Bắc hiện nay có 27 giáo phận. Và số giáo dân của Việt Nam của chúng ta hiện nay thì có thể khoảng 9 triệu người, cho nó 10 triệu đi. Dân số của Việt Nam là 100 triệu thì có thể khoảng là 1 phần 10. Và chúng ta thấy 27 giáo phận Việt Nam nó phát triển vững chắc, tốt đẹp. Có các đức giám mục, hàng giáo phẩm, tu sĩ, nam nữ, hàng linh mục, giáo dân đoàn kết với nhau, yêu thương nhau. Năm 1933, giám mục tiên khởi của Việt Nam, người Việt Nam đó là giám mục John Bautista Nguyễn Bá Tòng. Ngài nguyên là chánh sứ giáo sứ Tân Định ở Sài Gòn đây. Ngày 24 tháng 11 năm 1960, thành lập hàng giáo phẩm Việt Nam. Tức là lúc bấy giờ, giáo hội Việt Nam đã có một số giám mục tương đối ổn định, cho nên được thành lập hàng giáo phẩm Việt Nam. Sánh vai cùng hàng giáo phẩm các nước trên thế giới, của các giáo hội trên thế giới, đánh dấu một bước trưởng thành của giáo hội Việt Nam. Và chúng ta biết trong 27 giáo phận thì giáo phận đông dấu danh nhất là giáo phận Xuân Lộc. Hiện nay có khoảng 1 triệu giáo dân. Và giáo phận đứng thứ nhì là giáo phận Sài Gòn, có hơn 600.000 giáo dân. Rồi giáo phận mà có số giáo dân ít nhất đó là giáo phận Lạng Sơn Cao Bằng, chỉ có hơn 6.000 giáo dân, không bằng một giáo xứ ở Sài Gòn đây. Hai giáo phận đầu tiên của Việt Nam đó là giáo phận Hà Nội và giáo phận Quy Nhơn, được thành lập vào thế kỷ 17 năm 1659. Và giáo phận mới nhất hiện nay là giáo phận Hà Tĩnh, được thành lập năm 2018, tách ra từ giáo phận Vinh. Giáo phận có diện tích đất đai rộng lớn nhất đó là giáo phận Hưng Hóa, nằm ở phía Tây Bắc Việt Nam, giáp với Lào và Trung Quốc. Đất rộng lắm nhưng mà giáo dân thì thưa thớt, cần truyền giáo lắm. Giáo phận có diện tích rộng thứ nhì là giáo phận Kon Tum. Đó thì kính thưa anh chị em, tôi điểm qua một vài con số như vậy để thấy cái sự phát triển tốt đẹp của giáo hội Việt Nam. Quả thật, nước trời giống như hạt cải, lúc đầu chỉ nhỏ bé thôi, nhỏ bé hơn các hạt khác, nhưng rồi ơn Chúa cho phát triển thành một cây lớn. Chúng ta tạ ơn Chúa bởi vì cho giáo hội Việt Nam của chúng ta phát triển ổn định. Hiện nay, việc sống đạo của giáo hội Việt Nam tương đối còn rất tốt. Giáo dân còn đi nhà thờ nhiều lắm, còn xưng tội rước lễ tốt lắm. Ơn gọi rất phong phú. Đến nỗi các nước Âu Mỹ bây giờ họ hết ơn gọi rồi. Đi nhà thờ thì chỉ có những người lớn tuổi thôi, giới trẻ thiếu nhi ít đến nhà thờ lắm. Cho nên họ phải qua Việt Nam họ tìm kiếm ơn gọi. Chúng ta tạ ơn Chúa. Và có lẽ nhờ lời cầu bầu của các thánh tử đạo Việt Nam, xin mẹ Maria, thân cả Giuse chúc lành cho chúng ta, giúp chúng ta lắng nghe lời của Chúa, suy gẫm, ghi nhớ và đem ra thực hành, làm chứng cho Chúa trong cuộc đời của chúng ta, xây dựng nhiệm thể của Chúa bằng chính gương lành đời sống của chúng ta, đem niềm vui phục sinh của Chúa đến cho mọi người. Amen.